Giờ đây, các tộc sinh đến trước cha đại diện giám tịch để Ngài mở mũ và hôn chúc bình an. Thank you.
tiếp nhận huynh đệ. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống xung vầy bên nhau. Giờ đây, trong bầu khí thân thương, cha bề trên tu viện Martino, cha giáo tộc, cha giám đốc thỉnh viện và toàn thể quý cha, quý thầy hiện diện sẽ hôn chúc bình an cho các tân tập sinh. Đây là dấu chỉ toàn thể tịnh dòng Đa Minh Việt Nam hân hoan đón nhận các tân tập sinh như là người anh em trong dòng Đa Minh. Hãy subscribe.